thưa quý khán giả, hưởng ứng chương trình Bữa cơm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều bữa cơm phục vụ công đoàn viên và người lao động, qua đó tạo không khí thân tình gắn kết giữa công đoàn viên, người lao động với các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn. Các suất ăn sẽ có khẩu phần cao hơn ngày thường, được hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn, tối đa 50.000 đồng một suất. Đồng thời phải thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên vật liệu thì sẽ nhập vào kho tổng của công ty, kho trung tâm có hệ thống QC và kiểm tra chất lượng và có phòng lab để kiểm tra về các cái lượng dư thuốc thực vật với lại đảm bảo vấn đề quy trình an toàn vệ sinh. Sau khi đảm bảo các cái tiêu chuẩn rồi mới phân bổ xuống dưới bếp, và khi xuống bếp thì có hệ thống y tế của nhà máy cũng như hệ thống QC của bếp và hệ thống quản lý bếp sẽ kiểm tra chất lượng đầu vào. Tất cả hàng hóa đến bếp thì đều có sản phẩm, đều có tem nhãn và có hạn sử dụng, đảm bảo các cái yêu cầu nguyên liệu đầu vào là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và thực phẩm đến bếp thì được kiểm tra chế biến đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm theo các cái bước quy định của Bộ Y tế quy định. Khẩu phần ăn ngày đặc biệt mà kể cả những khẩu ăn ngày bình thường thì đã được bên bộ thiết kế bên thiết kế dinh dưỡng đã nghiên cứu về đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng cho người lao động để đảm bảo cái cano, để người lao động có cái sức khỏe tốt để làm việc, đảm bảo được cái năng suất lao động cho nhà máy. Bữa cơm công đoàn do công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn TKG Ta Quan Cần Thơ vừa tổ chức cho khoảng 16.000 công nhân lao động. Ngày thường mỗi suất cơm có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng. Các suất ăn tại bữa cơm công đoàn hôm nay được tăng thêm giá trị và khẩu phần ăn so với bữa ăn ca hàng ngày là 5.000 đồng. Ngoài các món ăn mặn đa dạng, công ty còn chuẩn bị các món chay cho công nhân lựa chọn, có thêm trái cây hoặc sữa. Hôm nay là tôi ăn là gà chiên nước mắm, rồi thịt kho trứng cút, cải thìa xào, tráng miệng là có chuối. Tôi thấy là suất ăn có nghĩa là suất ăn rất là đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp nguồn năng lượng, tái tạo nguồn năng lượng. Tôi ăn đồ chay thì ăn bún và chả giò và có chuối và có chả lụa chay. Tôi ăn thì tôi cảm thấy đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng. Hưởng ứng chương trình bữa cơm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, thành phố Cần Thơ có 91 công đoàn cơ sở, các đơn vị doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn. Tại các bữa cơm, các công đoàn cơ sở còn kết hợp tổ chức chương trình quay số trúng thưởng, tổ chức sinh hoạt, hội thi khéo tay với trên 30.000 đoàn viên, người lao động tham gia và được thụ hưởng. Tôi xin chân thành cảm ơn chương trình quay số trúng thưởng để tôi có thể nhận được một thưởng một chiếc xe máy. Tôi xin kính chúc công ty kinh doanh ngày càng phát triển hơn nữa và tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này dành cho công nhân viên. Bữa cơm công đoàn giúp đoàn viên, người lao động không chỉ có bữa ăn ngon hơn, đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả, mà qua đó còn góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.